là rõ ràng là Trung Quốc nhắm đúng hướng để mà đầu tư một cái số tiền tương đối không có bao nhiêu. Đều là những lĩnh vực mà Trung Quốc cũng đang rất cần phát triển đúng không ạ? Đúng rồi, Trung Quốc bây giờ cần năng lượng rất là nhiều, Vâng. và thật sự vì cái vấn đề nhu cầu năng lượng của Trung Quốc như vậy đẩy cái giá dầu lên rất là cao, thì là một cách để mà có thể ổn định lại cái giá dầu để mà Trung Quốc có thể tiếp cận được với những nguồn năng lượng mà tương đối hợp lý. Xin ông cho biết đánh giá của mình về kết quả của hội nghị hợp tác Thượng Hải lần này đối với nền kinh tế của các nước thành viên, liệu những kết quả này sẽ phát huy tác dụng ngay hay không? Nó sẽ phát huy nhanh chóng cái chỗ là cái số tín dụng của Trung Quốc nó sẽ đóng góp rất là nhiều cho vấn đề ổn định kinh tế của một số các nước thành viên nhỏ, rồi là nó sẽ xây dựng lên những cái quan hệ bền vững lâu dài giữa Trung Quốc và Nga và các nước này, vì cái khu vực này rất là nhiều tài nguyên và nó là cũng là cái khu vực đệm giữa hai cái cường quốc, thì như vậy chúng ta đưa được tới ổn định về hòa bình về chính trị và đồng thời khai thác được những cái tài nguyên mà Trung Quốc cần mà Nga cần bán, ví dụ như vậy, thì những cái việc đấy là một bên là nhu cầu, một bên là cung cấp, thì tất cả những cái việc đấy nó sẽ tạo nên một cái thị trường rất là mạnh. Không phải chỉ vậy mà nếu mà bán được thì có thu nhập được thì sẽ mua hàng của Trung Quốc, đúng không? Thì như vậy rõ ràng là đây là một cái cộng đồng nó sẽ phát triển rất là mạnh và đem lại những cái kết quả bền vững lâu dài cho cái thành viên của tổ chức. Vâng, chúng ta hãy nói sâu hơn một chút về cuộc gặp giữa Nga và Trung Quốc lần này. Thưa ông, có ý kiến cho rằng cuộc gặp giữa Nga và Trung Quốc một mặt là để giải quyết những hậu quả do khủng hoảng hiện tại đang gây ra, một mặt khác là để dọn đường cho thời kỳ hậu khủng hoảng. Ông đánh giá sao về ý kiến này? Thì đúng như vậy, là tại vì hiện nay là các nước thành viên ở trong G20 cũng chưa thật sự đi đến được một cái nhất trí để mà tìm cái giải pháp cho cuộc khủng hoảng kỳ này. Các nước châu Âu thì rất là ngại cái vấn đề mà Mỹ đưa ra là phải dùng ngân sách để mà đẩy cái vấn đề tiêu dùng hay là dùng cái ngân sách để mà giải quyết cái vấn đề khủng hoảng. Còn các nước châu Âu hay là Nga thì nghĩ rằng đây là vấn đề cơ cấu lại cả cái nền kinh tế, cơ cấu lại tổ chức, những cái định chế mới để mà kinh tế thế giới có thể phát triển, nó có những cái quy luật nó bền vững hơn là cái hiện nay hay trước nay đã xảy ra, và những cái quy luật đó do bên Mỹ quyết định là chính, thì có lẽ là sau này là phải lập lại những cái quy định mới, và cái này không dễ đâu, tại vì Hoa Kỳ chưa dễ dàng gì mà chấp nhận cái vấn đề trao đổi cái quyền lực của mình cho một cái tổ chức quốc tế, nhưng mà đây là việc mà các cái nước khác cần phải làm để ổn định bền vững về vấn đề quy chế tổ chức của một cái nền tài chính mới trên thế giới. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình. Thưa quý vị, như vậy là chúng ta đã có cuộc trò chuyện vô cùng thú vị đối với chuyên gia kinh tế cao cấp ông Bùi Kiến Thành, để hiểu rõ hơn về hội nghị tổ chức hợp tác Thượng Hải lần này cũng như vai trò của Trung Quốc đối với tổ chức này. Và với chúng ta hy vọng rằng với những gì mà hội nghị đã thông qua trong cuộc họp lần này thì chúng ta sẽ đón nhận được những thông tin lạc quan hơn về các nền kinh tế trong tổ chức nói riêng và các nền kinh tế trên thế giới nói chung. Còn bây giờ xin mời quý vị và các bạn quay trở lại trường quay với biên tập viên Hồng Điệp. Quốc gia được nhắc đến đầu tiên trong phần thông tin về các quốc gia khác ngoài Nhật Bản và Trung Quốc, đó chính là quốc đảo sư tử Singapore. Nền kinh tế này đang phải đón nhận những tin tức không mấy khả quan từ xuất khẩu và doanh thu bán lẻ. Tuy nhiên, những dấu hiệu kém lạc quan đó cũng không còn nghiêm trọng như trước, một dấu hiệu cho thấy có thể suy thoái kinh tế đã chạm đáy tại quốc gia này. Doanh thu từ hoạt động bán lẻ của Singapore trong tháng 4 đã sụt giảm mạnh nhất trong hơn một thập kỷ qua. Nguyên nhân của tình trạng trên là do tỷ lệ thất nghiệp tăng cao cùng với cuộc suy thoái kinh tế trầm trọng nhất hơn 40 năm qua đã khiến người tiêu dùng hạn chế mua xe và các thiết bị gia đình. Ủy ban Thống kê Quốc gia của Singapore cho biết, chỉ số doanh thu bán lẻ của quốc gia này trong tháng 4 đã giảm 11,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Dự báo trung bình của 11 nhà kinh tế học trong một cuộc khảo sát trước đó của Bloomberg về mức sụt giảm trên chỉ là 8,1%. Được biết, chỉ số doanh thu bán lẻ trong tháng 3 của Singapore đã có mức sụt giảm ngoài dự đoán 7,2%. Không chỉ có doanh thu bán lẻ, hoạt động xuất khẩu của quốc gia này cũng đã sụt giảm mạnh. Tuy nhiên, mức độ sụt giảm của tháng 5 đã thấp hơn với mức thấp nhất trong vòng 8 tháng qua. Theo số liệu của Cơ quan Xúc tiến Thương mại Singapore, xuất khẩu phi dầu mỏ của Singapore trong tháng 5 vừa qua đã giảm 12,1% so với cùng kỳ năm ngoái, thấp hơn so với mức giảm 19,2% trong tháng 4 vừa qua.
Theo chính phủ Singapore, thì nền kinh tế này có thể đã chạm đáy trong cuộc suy thoái trầm trọng nhất kể từ khi nước này giành độc lập năm 1965. Trong tháng 4, sản lượng sản xuất tại Singapore cũng sụt giảm với mức thấp nhất trong vòng 7 tháng. Tình hình xuất khẩu tuy vẫn chưa gia tăng trở lại, song đã diễn biến tích cực hơn, đang hứa hẹn việc các công ty và doanh nghiệp tại Singapore tiếp tục gia tăng sản xuất nhằm bù đắp lượng hàng tồn kho trong một vài tháng tới. Chính phủ Singapore cũng cho biết, tuy thương mại sẽ khó có thể gia tăng trong cả năm 2009, song mức suy giảm sẽ dần dịu đi. Mới đây, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hàn Quốc cho biết nền kinh tế nước này vẫn đang tiếp tục trượt sâu hơn vào suy thoái, mặc dù tốc độ suy giảm đã chậm lại. Ông cũng cho biết thêm bây giờ vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp để chính phủ Hàn Quốc thay đổi các chính sách tài chính và các chính sách kinh tế mang tính chất điều tiết hiện tại. Dựa trên con số này, chính phủ Hàn Quốc sẽ khẳng định được rằng nền kinh tế lớn thứ tư châu Á này đã thoát ra khỏi đáy suy thoái hay chưa. Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Bộ Tài chính, thì GDP không phải là thước đo duy nhất phản ánh xu hướng của nền kinh tế. Nền kinh tế Hàn Quốc có thể coi là đã gần như đảo ngược được xu hướng suy thoái sau khi ghi nhận mức tăng trưởng 0,1% trong quý 1 đầu năm, sau hai quý liên tiếp lâm vào tình trạng suy giảm, mà cụ thể là mức suy giảm tới 5,1% trong quý 4 của năm 2008. Kể từ khi cuộc suy thoái kinh tế toàn cầu bùng nổ vào cuối năm ngoái, chính phủ Hàn Quốc đã đưa ra nhiều gói kích thích kinh tế với tổng giá trị vào khoảng 7% GDP theo năm của Hàn Quốc. Bên cạnh đó, Ngân hàng Trung ương nước này cũng đã cắt giảm lãi suất một mức tổng cộng là 3,25%, đưa lãi suất xuống mức thấp kỷ lục là 2%. Những dấu hiệu về sự bình ổn hoặc đảo chiều của nền kinh tế đã thuyết phục được Ngân hàng Trung ương nước này giữ nguyên lãi suất cơ bản trong vòng 4 tháng liên tiếp vừa qua. Đồng thời, giới đầu tư cũng giữ tâm lý cho rằng cả nền kinh tế lẫn lãi suất đều đã trải qua mức đáy. Đứng trước tình trạng trên, chính phủ nước này vẫn tiếp tục đưa ra các biện pháp mới với hy vọng có thể đẩy nhanh quá trình hồi phục của nền kinh tế. Một trong các động thái mới nhất được đưa ra trong tuần vừa qua là hướng đến thị trường lao động với mong muốn tạo thêm khoảng 3.000 việc làm mới trong lĩnh vực văn hóa và dịch vụ. Ngày 17 tháng 6, chính quyền Hàn Quốc cho biết sẽ tạo thêm khoảng 3.000 việc làm mới trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật và du lịch trong năm nay. Động thái này là nhằm hỗ trợ cho thị trường lao động vốn đang gặp rất nhiều khó khăn tại quốc gia này. Bộ trưởng Lao động Lee Jang-hee và Bộ trưởng Văn hóa Yong In-chul sẽ ký kết một thỏa thuận chung nhằm tạo ra khoảng 3.000 việc làm mới trong các ngành dịch vụ mang tính xã hội. Hai bộ trưởng cũng đã đồng ý hợp tác chặt chẽ hơn nhằm hỗ trợ cho khoảng 200 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ xã hội về giáo dục, văn hóa truyền thống và du lịch sinh thái. Chính phủ Hàn Quốc cũng sẽ mở rộng các cơ hội nghề nghiệp cho những người tìm việc trong các nhóm ngành nghệ thuật và văn hóa, cũng như nâng cao các giá trị văn hóa xã hội của quốc gia. Hiện Hàn Quốc mới chỉ có 12 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ xã hội liên quan đến văn hóa và sẽ tăng dần số lượng các doanh nghiệp này trong thời gian tới. Xin chuyển sang thông tin về nền kinh tế Úc. Chính phủ nước này đã lên kế hoạch chi 8,5 tỷ đô la Úc tương đương với 6,9 tỷ đô la Mỹ với mục đích cải thiện hệ thống đường xá, đường ray và hệ thống cảng biển. Động thái này sẽ giúp tăng cường hoạt động xuất khẩu trong thời điểm suy thoái kinh tế toàn cầu đang bắt đầu lắng dịu. Sự trì trệ trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng đã cản trở hoạt động xuất khẩu của Úc và khiến cho các nhà nhập khẩu lúa Mỹ, Indonesia phải xem xét việc mua hàng của các nhà cung cấp khác từ Mỹ và Canada. Để đẩy mạnh nhu cầu trong nước, chính phủ Úc sẽ chi 22 tỷ đô la Úc, tương đương 17,85 tỷ đô la Mỹ cho các dự án đầu tư vào trường học, giao thông, cảng và hệ thống mạng Internet tốc độ cao. Nền kinh tế Úc được dự đoán có thể vượt qua được cuộc suy thoái kinh tế hiện nay nhờ hai gói kích thích kinh tế của chính phủ trong vòng 6 tháng trước, bao gồm cả việc cấp tiền mặt cho người tiêu dùng. Các chuyên gia dự đoán nền kinh tế nước này đã ghi nhận mức tăng trưởng 0,4% trong quý 1 năm 2009 này. Thủ tướng Úc ông Swan cho biết các gói kích thích kinh tế vừa qua có thể giúp tăng thu nhập của người lao động thêm khoảng 100 triệu đô la Úc, cũng như giúp tăng ngân quỹ của chính phủ từ nguồn thuế thu nhập cá nhân trong vòng 10 năm. Như vậy là trong tuần vừa qua chúng ta lại tiếp tục chứng kiến thêm nhiều thông tin lạc quan hơn về các nền kinh tế trong khu vực châu Á. Hy vọng những thông tin trên đã phần nào giúp quý vị có được cái nhìn tổng quan về diễn biến hoạt động kinh tế của các quốc gia trong khu vực, cũng như những phân tích sâu sắc về các sự kiện nổi bật của khu vực kinh tế năng động này. Trong những chương trình tiếp theo, chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị những thông tin quan trọng khác về các nền kinh tế khu vực châu Á. Mọi thông tin đóng góp cho chương trình, xin mời quý vị gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ nangdongchauaa@vitv.com.vn. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị và các bạn. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị